Vâng, ổ cắm kích điện 12V lên 220V. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sạc điện thoại. Như vậy là đang sạc. Tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng modem wifi. Sử dụng bóng đèn. Đây là đèn LED 20W. Đây là LED 30W. Ok. Chào mừng các bạn đến với kênh Mèo Vặt 789. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta làm một chiếc ổ cắm kích điện từ 12V lên 220V để chúng ta sử dụng cho mục đích như là thắp đèn này, sạc điện thoại và sử dụng cho cục modem wifi. Ok, và hiện tại ở trên bàn đây thì mình có một chiếc module, có nghĩa là mạch tăng áp từ 12V lên 220V sử dụng cho mục đích thắp đèn, sạc các thiết bị. Công suất của nó, định danh của nó là 40W. Còn hiệu suất làm việc thì công suất thực nó chỉ đáp ứng được khoảng tầm từ 25 đến 30W thôi các bạn nhé. Đó, đây là hình dạng của nó. Đó, ok, để làm được thì chúng ta phải cần một chiếc ổ cắm. Ổ cắm này thì các bạn sẽ, nếu như các bạn có cái ổ cắm nào mà nó rộng, cái khoảng ở trong ổ cắm này nó có thể dư, bỏ được cái mạch này vào bên trong thì càng tốt. Mà nếu không có thì mình sẽ làm như thế này. Sử dụng một cái đế ổ cắm và sau đó một cái ổ cắm đè lên. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối các chân của cái mạch tăng áp này. Như các bạn cũng đã thấy, ở trên mạch tăng áp này chúng ta sẽ có chân 12V trừ và 12V cộng. Các bạn cần một đoạn dây để chúng ta hàn vào. Hai đầu này chúng ta sẽ nối vào bình ắc quy. Các bạn chú ý là ở nơi cái mạch này nó không chống đảo cực, nên khi các bạn đấu nguồn 12V từ bình ắc quy vào thì các bạn phải đấu đúng âm ra âm và dương ra dương. Đấu sai là nó sẽ hỏng nhé. Ok, tiếp theo là các bạn sẽ hàn cái đầu ra để chúng ta sử dụng. Vâng, và trên mạch này thì các bạn có thấy các đánh số như là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Những cái số này các bạn không cần quan tâm. Và có các cái chữ là A, B, C, D. Thì A, B, C, D là 4 lựa chọn đầu ra để chúng ta sử dụng. Thì thực ra đó, nó ra điện, cái cuộn dây mà để ra hai đầu điện, hai cực điện 220V là chân số 2 và chân chữ A. Hai chân này nó sẽ xuất ra điện điện lưới để chúng ta sử dụng. Thì các lựa chọn B, C, D chẳng qua là người ta đấu qua những con, người ta đã hàn đi qua những con diode và con tụ cao áp như thế này. Đó, chứ thực ra nó không có gì đặc biệt cả. Nhưng nếu để sử dụng thì mình khuyên các bạn sử dụng chân BD, chân B và chân D để xuất ra chúng ta sử dụng, hoặc là chân AC. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên dùng chân BD nhé. Ok, thì như vậy là bây giờ mình sẽ hàn cái chân BD vào một đoạn dây. Rồi, ok. Và bây giờ chúng ta chỉ cần một đoạn khoảng tầm từ 10 đến 15cm thôi. Tiếp tục đến phần ổ cắm này thì chúng ta sẽ tháo ra để chúng ta gắn dây. Các bạn sẽ gắn hai cái dây này vào hai dây của phích ổ cắm nhé. Và cái phần mạch này mình sẽ để ở dưới đây cho nó được cố định nhé. Ok, như vậy là chúng ta đã hoàn thành một chiếc ổ cắm kích điện từ 12V lên 220V.
Và bây giờ mình sẽ sử dụng cái bình ắc quy của xe máy này. Mình sẽ gắn hai đầu âm dương vào đây nhé. Đấy, thì như các bạn đã thấy là có một cái đèn ở trên đây, nó đã báo sáng rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ test. Đầu tiên thì mình sẽ test trên bóng đèn. Bóng đèn 20W, bóng đèn LED các bạn nhé. Nếu mình đã mất điện rồi thì mình nên tiết kiệm điện, thì cái bình ắc quy của mình sẽ sử dụng được lâu hơn và ánh sáng sẽ lớn hơn. Thế nếu mà các bạn mà sử dụng cái bóng đèn compact thì nó cũng được, nhưng mà nó sẽ tốn điện hơn. Ok, như vậy là các bạn thấy sáng đúng không ạ? Rất là sáng. Đó, bóng đèn 20W. Và bây giờ mình sẽ sử dụng bóng đèn 30W xem như thế nào nhé. Đối với 30W thì bên trong cái module này nó có hai con phét. Đó, thì hai con này nếu như các bạn muốn cho nó sử dụng được 30W thì các bạn phải cần tản nhiệt cho hai con này. Bởi vì là sử dụng 30W thì nó sẽ rất là nóng. Đây, tản nhiệt cái dạng nhỏ như thế này. Các bạn có thể kiếm cái tản nhiệt này ở trong các cái mạch điện tử cũ, gắn vào như thế này. Hoặc là có thể dùng tản nhiệt lớn hơn thì càng tốt. Ok, và bây giờ mình gắn vào bóng 30W. Đây, bóng 30W. Ok, cũng sáng nhưng mà các bạn có thể nghe có một tiếng kêu này, tiếng rít của cái pin áp xung. Thì mình khuyên các bạn không nên sử dụng lên đến 30W, chỉ sử dụng bóng 20W thôi thì tốt hơn. Đây ạ, rất là sáng, led siêu sáng mà. Ok, như vậy là bóng đèn đã hoạt động tốt. Tiếp tục bây giờ mình sẽ test qua bên cục modem wifi. Modem wifi ở đây. Đó, do là cái cục nguồn này của mình nó là rắc lớn, mà đây là rắc nhỏ nên mình nối qua như này, cắm điện vào này. Đấy, như các bạn thấy là modem wifi đã hoạt động một cái này. Để đây, tiếp tục bây giờ chúng ta sạc điện thoại. Đây là cục sạc điện thoại. Cắm vào này. Ok, đang báo sạc ạ. Đây ạ, đang sạc. Đó, thì một lúc thì các bạn có thể sử dụng chung 3 thiết bị luôn cùng một lúc. Để mình cho máy quay Nga xa ra một chút để các bạn có thể thấy được cái toàn diện của nó. Đó, đây là sạc này. Đây là modem wifi này, nguồn ánh sáng này. Tiếp tục đến bóng đèn này. Đây là bóng đèn 20W. Ở trên cái thân đèn này nó lại không ghi 20W, nhưng mà cái vỏ của nó đây, nó là 20W các bạn nhé. Cho vào. Đấy, khi này thì các bạn sẽ thấy nó hơi nhấp nháy một chút, đúng không ạ? Bởi vì là khi chúng ta sử dụng chân BD thì nó sẽ bảo vệ khi chúng ta sử dụng quá áp, nó nháy như thế này. Còn nếu như các bạn mà sử dụng cho nó hết công suất của nó thì các bạn sẽ hàn trực tiếp từ chân A đây sang đến chân số 2, là các bạn sẽ dùng hết công suất của cái mạch này. Nếu như chúng ta sử dụng chân BD thì chân B nó sẽ đi qua một con diode từ chân A sang chân B. Còn chân D thì nó sẽ đi qua một diode từ để mình xem nhé. Đây, nó sẽ đi qua một con diode từ chân 2 sang chân D. Như vậy là chúng ta có thể hiểu được rằng là chúng ta dùng chân BD nó là điện một chiều. Đó là điện một chiều. Còn chúng ta dùng chân A và chân số 2 là điện xoay chiều. Nó không đi qua một cái gì hết, nó đi trực tiếp từ cuộn dây đi đến thiết bị của các bạn sử dụng. Nhưng mà mình khuyên các bạn nên sử dụng chân BD thì những khi chúng ta sử dụng mà quá thì nó sẽ như thế này. Đó, thì chúng ta có thể biết được rằng là mình đã sử dụng
quá công suất của nó rồi thì chúng ta sẽ rút bớt cái thiết bị đi. Đó, thì nó sẽ sáng liên tục. Như vậy là đảm bảo cho cái mạch của các bạn hoạt động được ok hơn. Và hiện tại bây giờ điện áp, mình sẽ đo điện áp cho các bạn thấy luôn, 11,66V, đúng không ạ? Rồi, và điện áp 1 chiều, vì chúng ta đang sử dụng ở đây là điện áp 1 chiều nhé, nhưng mà cắm vào các thiết bị xoay chiều thì vẫn được. Xem nào. Đó, 211V, 210V, đúng không ạ? Rồi, các bạn mà rút bớt một cái này ra thì nó sẽ tăng lên thành 229V. Bây giờ còn mình bóng đèn nhé. Đấy, nếu mà muốn dùng cho cả wifi, cả cục sạc điện thoại và cả bóng đèn thì các bạn chỉ sử dụng bóng đèn khoảng tầm 15W, 10 đến 15W thì các bạn có thể sử dụng 3 thiết bị này cùng một lúc. Rồi ok, như vậy là sản phẩm này hiện tại đang được bán ở trên linkkiện789.com. Các bạn có thể lên đó để đặt hàng. Giá của nó là 80.000, hoặc các bạn có thể nhắn tin qua Zalo hoặc là Facebook cho Mèo Vật 89 để đặt hàng nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt.